Thưa quý vị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chỉ thị số 18 ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội có vị trí vai trò quan trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc kiểm soát, giám sát quyền lực của nhà nước, đúng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của đảng. Việc thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội cũng chính là việc làm thiết thực để thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội là một trong những giải pháp góp phần xây dựng các tổ chức đảng, cơ quan, nhà nước trong sạch vững mạnh, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng, nhà nước, cao hơn nữa củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, với việc có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, năm 2023, Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị xã hội sẽ phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân triển khai toàn diện các nội dung yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giám sát phản biện xã hội ở địa phương cơ sở.